Hôm nay nhân cơ hội nghèo đói hết tiền thì mình đã nuôi hết tài sản của mình ra. Và vốn tích lũy là những đồng tiền xu. Mình có xếp 100 won này, 500 won, 50 won và 10 won. Thì mình thử thách là đi chợ với những đồng tiền xu này xem cô nhân viên thái độ như thế nào nhá. Mọi người cùng đi với mình nhá. Và mình có phân chia là mỗi bên mình để một túi để đến lúc thanh toán đã bị lẫn, đã phải đếm ấy. Ở bên Hàn Quốc ấy, tiền xu này chỉ hầu như chỉ có trẻ con tiêu chứ người lớn người ta tiêu cực kỳ khó chịu. Và trong quá trình đi thì mình ghé vào cửa hàng Oliver Young, cái hãng Aven này dùng cực kỳ thích, từ sữa từ mặn cho đến kem dưỡng. Và một số hãng cực kỳ ưa chuộng ở Oliver Young này, nước tẩy trang Bioderma thì cũng cực kỳ thích hợp cho da nhạy cảm, có rất nhiều loại. Từ kem dưỡng cũng rất là mềm mượt da nhá. Và nước tẩy trang La Roche-Posay là cái hãng cực kỳ ưa chuộng, phù hợp cho da nhạy cảm và rất là mềm mịn. Mình đã đến cửa hàng Home Plus. Hôm nay mình sẽ đi mua sắm ở cửa hàng Home Plus xem có gì nhé. Giới thiệu qua một chút thì Home Plus là chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Hàn Quốc với 840 chi nhánh lớn nhỏ và tận 25.000 nhân viên. Nó cũng tương tự như kiểu Big C ở mình ấy, chuyên kinh doanh về các mặt hàng là thức ăn, mỹ phẩm, đồ gia dụng hay là đồ gia đình, tất cả mọi thứ đều có và rất là đảm bảo chất lượng. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống tầng hầm là nơi chuyên bán những thực phẩm tươi sống và rau củ quả, cũng có đồ chuyên dụng cho gia đình nữa. Cùng mình tham quan một vòng Home Plus thế nào. Đây là những gói hạnh nhân được tẩm ướp gia vị. Và chuối ở bên này bán cực kỳ đắt mọi người ạ. Bởi vì chuối nhập khẩu ấy, bên này họ không trồng chuối. Và dâu tới mùa này cũng giảm giá rồi. Nhưng mà tầm này á, nó hay bị dập lắm. Dâu nó hay bị dập lắm, nên mình cũng không hay mua. Nhiều khi cái kỹ thuật họ bán dâu cực kỳ là chuyên nghiệp nha. Họ bày bên trên thì những quả rất là tươi ngon, nhưng mà đến khi mình mở ra thối nguyên một hộp. Là bên dưới á, họ xếp kiểu gì á, họ giấu xuống bên dưới đấy. Ngay cả những quả bên trên nhá, lúc mình nhìn ở ngoài hộp thì không thối đâu, nhưng về đến nhà là thối hết. Còn đây là cái những nơi mà những hoa quả đó gần hết hạn đấy, họ giảm giá. Một chùm nho vừa rồi giảm giá với giá là 12.000 thì cũng rơi vào khoảng 240.000 Việt Nam đồng, cũng rẻ mà nhỉ. Hoa quả ở đây rất là nhiều nhá, nhưng mà nó đắt lắm nên là mình ít mua. Rau củ quả ở đây thì đắt thôi rồi luôn, nhưng mà nó đảm bảo về độ tươi á. Ở đây thì những gia đình mà có khá giả một chút ấy, thì họ thích mua những thực phẩm ở đây thôi hơn, bởi vì nó tươi ngon và đảm bảo. Còn những cái siêu thị nhỏ lẻ đấy, nhiều khi giá nó rẻ hơn một chút ấy, nhưng mà cái chất lượng của nó kém lắm. Và đây là quả bí nhá. Bên Hàn có cái quả bí dài dài giống quả dưa chuột ấy, ăn nó ngọt ngon lắm. Đậu này cũng rất là rẻ. Kim, lá kim, một thiên đường lá kim. Và đây là những đồ khô, đồ đông lạnh. Ốc và mực nè. Đây là những đồ Huê và những đồ hải sản. Và đây là một miếng cá hồi, thường rơi vào khoảng 12 đến 15 nghìn, là từ tầm 240.000 cho đến 300.000. Bào ngư này mọi người, bào ngư 5 con có giá là 240.000 nhé. Mình thích ăn bào ngư cực, ăn bào ngư ngon lắm. Nó dai dai sột sột, nhìn là con ốc ấy. Nhưng mà đặc biệt là bào ngư rất là nhiều chất, tốt cho cả nam và nữ. Và đây là những con cá đấy, họ cắt sẵn để mua về chỉ việc nấu canh hoặc là ăn nấu chẳng hạn. Cá ở đây thì rất là tươi, ngon, ngon lắm. Mà ăn cá cũng tốt nữa, ăn cá nhiều chất dinh dưỡng hơn là ăn thịt.
mình đã chuyển sang tất cả những sản phẩm thuần chay rồi, nên là mình ít khi ăn thịt lắm, mình thích ăn cá và hải sản hơn. Không biết mọi người thế nào ta. Mực nè, mình cũng thích ăn mực lắm. Mực ở đây thì cũng không quá đắt đâu, 3 con là có giá 9.000 là bằng 180.000, nhưng mà nó không được tươi thôi. Đây là cua, cua hoàng đế này. Các em vẫn được ngâm mình trong đấy, chưa được ai cứu vớt. Đây là nơi thịt gà, thịt lợn và thịt bò. Nói chung là mọi thứ ở đây đắt lắm. Lợn vòng thì cuối cùng mình cũng nhặt được một túi nấm. Vì lần này đi chợ mình rất ít tài sản, nên là trước khi mua mình đều phải cân nhắc rất là kỹ. Nhưng mà cũng không phải là không mua được gì, bởi vì là có những cái đồ giá thấp nhưng mà vẫn ngon. Bánh mì này, bánh mì ở đây ngon dã man luôn, nhưng mà giá thì cũng hơi cao nha. Mỗi lần ghé Homeplus là lần nào mình cũng ngắm cái cửa hàng bánh mì này. Những lúc đói đi qua đây ấy, họ sản xuất trực tiếp ra luôn, cái mùi nó thơm rực thì nó đói dã man. Thời kỳ đầu sang Hàn ấy, kiểu sinh viên nghèo mà hay mua cái ngũ cốc này ăn với sữa lắm. Bỗng lâu rồi mình cũng chưa ăn ấy. Hôm nay mình sẽ mua thử về một em để ăn cùng với sữa. Ăn cực kỳ ngon mọi người ạ. Cái vị sô-cô-la này này, nó ngọt ngọt xong là tí nữa nó cái viên này nó dai dai. Ăn kèm với sữa ngon lắm. Nhưng mà phải là sữa không đường nha. Không được ăn với sữa có đường thì nó ngọt lắm, ngọt càng thêm ngọt. Và khi tính tiền thì mình phải đứng xếp theo hàng đây này này cũng. Vì máy tính tiền quá nên là mình đã quên quay cái cảnh cô nhân viên rồi. Nhưng mà đây, cô ấy rất là thân thiện, cũng không cảm giác khó chịu khi mà mình tính với những đồng tiền xu đâu. Tổng số tiền buổi đi chợ của mình hôm nay là 17.000 nhá. Vẫn còn dư tận 3.000 cơ mà. 17.000 khoảng 340.000 Việt Nam đồng. Vì là không có nhiều tiền ấy, nên là mình phải cân nhắc mua giữa thực phẩm tươi sống này và thực phẩm ăn nhanh, và có cả hoa quả nữa, phân chia đồng đều. Nhưng mà mình thấy cũng là một cái bài toán hay để mình cân nhắc chi tiêu trong lúc mà mình khó khăn nhất ấy. Mời mọi người ăn sữa với mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem.